Nếu chẳng có tâm đố kỵ chướng ngại thì sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu có chút tâm đố kỵ chướng ngại thì cách Phật đạo 10 vạn 8 ngàn dặm, do đó sai một ly đi ngàn dặm. Khuyên hóa chúng sinh khiến tấn sách, thường xuyên cúng dường nơi tam bảo. Đức Pháp muốn diệt chuyên giữ gìn, do đó được thành quang minh này. Khuyên nhủ dạy bảo chúng sinh nhàm mòi, khiến cho họ tinh tấn, khiến cho họ cảnh giác, giống như lúc đà thiền thất. Nếu có ai ngủ hoặc phạm quy củ thì nhất định phải đánh hương bảng. Người bị đánh chẳng những chẳng có tâm sân hận mà ngược lại càng thêm tinh tấn tu hành, đó tức là cảnh sách. Do đó trên hương bảng biên hai chữ cảnh sách, đánh bạn tức là cảnh sách bạn, dạy bạn giữ quy củ, bất cứ ai vào trong đạo tràng đều phải giữ quy củ. Còn phải thường cúng dường tam bảo, phát nguyện vào thời đại mạt pháp, phải chuyên tâm giữ gìn tam bảo, ủng hộ tam bảo, khiến cho pháp đừng diệt. Phật pháp vừa đến Tây phương, làm thế nào khiến Phật pháp đừng tiêu diệt? Cho nên mọi người phải nỗ lực để bảo vệ Phật pháp. Do nhân duyên đó mà thành tựu được quang minh dũng mãnh. Lại phóng quang minh tên tịch tĩnh, quang đó giác ngộ kẻ loạn tâm, khiến họ xa lìa tham sân si, tâm chẳng dao động mà chánh định. Lại phóng ra đại quang minh tên là tịch tĩnh, tức cũng là thiền định. Thiền định là đối trị mau bệnh tán loạn, quang minh đó hay khiến cho chúng sinh tâm loạn tỉnh mê được giác ngộ, xa lìa tham sân si ba độc, tức cũng là khiến cho chúng sinh có dục niệm, có vô minh, có sân hận, gặp được cảnh giới dẫn dụ mà chẳng động tâm. Đây là đắc được công phu chánh định, tức cũng là chuyển được cảnh giới. Xả lìa tất cả ác trí thức, luận đàm vô nghĩa hạnh tà nhiễm, khen ngợi thiền định à lan nhã, do đây được thành quang minh này. Có chánh định thì nhận thức được thiện tri thức. Gì là thiện tri thức? Tức là chẳng có tâm chấp trước, chẳng có tâm tham, chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi, chẳng đố kỵ, chẳng chướng ngại, chẳng cống cao ngã mạn, tất cả đều nghĩ về người, chẳng những thiện về thân mình mà cũng thiện về thiên hạ, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu rõ Phật pháp nghĩa chân thật, đầy đủ chánh tri chánh kiến. Có định lực thì xả lìa được ác tri thức. Gì là ác tri thức? Tức là người ích kỷ, tư lợi, đố kỵ, chướng ngại, cống cao ngã mạn, tất cả chỉ vì nghĩ riêng mình mà chẳng nghĩ đến kẻ khác, có lợi thì tranh, không lợi thì nhường, chẳng có tâm đạo đức, cũng chẳng có tâm đồng tình, sự hiểu biết đều là tà tri tà kiến, khiến cho người sinh tư tưởng nhiễm ô, khiến cho tâm chẳng thanh tịnh. Thiện tri thức chẳng nói pháp vô nghĩa, chẳng luận về hạnh tà nhiễm, càng không bàn về tất cả tà pháp, chỉ khen ngợi thiền định là diệu pháp môn khai ngộ, à lan nhã là nơi yên tĩnh tu hành. Do nhân duyên đó cho nên đắc được quang minh tịch tĩnh. Lại phóng quang minh tên Huệ Nghiêm, quang đó giác ngộ kẻ ngu mê, khiến họ chứng đế hiểu duyên khởi, các căn trí huệ đều thông đạt. Lại phóng ra đại quang minh tên là Huệ Nghiêm, tức cũng là trí huệ, dùng trí huệ để trang nghiêm, quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh ngu si, khiến cho họ chứng được chân lý pháp bốn đế, lại khiến cho họ hiểu rõ đạo lý tánh duyên khởi, khiến cho 6 căn trí huệ thông đạt vô ngại, đây tức là cảnh giới 6 căn dùng với nhau. Nếu chứng 4 đế hiểu duyên khởi, các căn trí huệ đều thông đạt, sẽ được pháp tam muội nhật đăng, trí huệ quang minh thành Phật quả. Nếu như chứng được pháp 4 đế, hiểu rõ pháp 12 nhân duyên, thì 6 căn trí huệ sẽ thông đạt vô ngại, thì sẽ đắc được pháp tam muội nhật đăng, để chiếu khắp tất cả chúng sinh, có trí huệ quang minh thì chẳng bao lâu sẽ thành quả vị Phật. Quốc tài thân mình đều xả được, vì Bồ Đề nên cầu chánh pháp, nghe rồi chuyên khuyên vì họ nói, do đây được thành quang minh này. Trước khi chưa thành Phật thì phải thực hành đạo Bồ Tát, đem tài sản đất nước nhà cửa và thân tâm tánh mạng của mình đều bố thí cho chúng sinh. Tại sao? Vì cầu Bồ Đề chánh pháp, đem pháp 4 đế, pháp 12 nhân duyên, pháp lục độ vạn hạnh mình đã nghe được, chuyên nhất khuyên vì chúng sinh mà nói. Do nhân duyên đó mà được thành quang minh, Huệ Nghiêm ở trên là phóng ra đại quang minh 6 độ. Lại phóng quang minh tên Phật Huệ, quang đó giác ngộ các hàm thức, khiến thấy vô lượng vô biên Phật, thảy đều ngồi trên hoa sen báu. Lại phóng ra đại quang minh tên là Phật Huệ, tức cũng là trí huệ của Phật. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ thấy được vô lượng vô biên chư Phật. Hết thảy chư Phật đều ngồi kiết già trên hoa sen báu lớn.